Bây giờ mình định đi đâu đây? Hay là mình đi thác Văn Điền chơi tới chiều luôn, ok không? Ok, mình đồng ý hai tay. Không được, tôi phải về trước giờ tan trường. Trời, tốt học hả Tư Thư? Ái Thanh đâu giống như tụi mình làm con phụ hoang được. Thì đã lỡ cấp học rồi, đi luôn cả ngày có sao đâu. Không được, tôi không muốn cho ba mẹ tôi biết chuyện tôi đang làm. Ái Thanh giống y chang như tôi đó, từ một cô thiên kim tiểu thơ trở thành một nữ giang hồ. Vui thiệt. Sao so sánh vậy được, hoàn cảnh hai người đâu giống nhau. Sao không, chỉ khác là ba mẹ Ái Khanh còn ở bên chị em nó, còn ba mẹ tôi hả thì vô tù hết rồi. Anh chị em hả mạnh ai nói sống mà. Thôi đang vui đừng nhắc mấy chuyện này. Ừ đúng rồi, đừng có nhắc mấy chuyện này nữa, đừng có làm mất hứng của nhau nữa. Bây giờ quyết định đi đâu đây? Còn mấy tiếng đồng hồ thôi, đi karaoke nha. Trời, chơi cái trò chán thứ một. Thôi vô đại đi, ăn uống ca hát cho đời bớt khổ. Ừ quyết định vậy đi. Quyết định vậy đó. Ok đi đi, chạy đi. Bạn làm sao vậy Khanh? Cái gì? Sao lâu nay tôi không thấy xe hơi đến đón hai chị em bạn đi học về vậy? Nhà mình làm ăn thất bại, ba mình bán hết tài sản rồi, đâu còn xe hơi nữa đâu mà rước. Bạn tốt lắm, ít ra bạn còn thật thà hơn bà chị đáng ghét của bạn á. Ừ, đấy chơi rồi, lẻ lên. Dẹp tập đi. Lẻ lên. Nhà con Lệ Khanh dạo này sa sút lắm, nghe nói bán hết toàn bộ gia sản luôn á. Ủa vậy hả? Mình cũng biết gia đình nó sa sút nhưng mà không đến mức đó đâu. Ủa sao bà biết, bà đoán mò hả? Không dám đâu, chính miệng con Lệ Khanh nói với tôi vậy á. Nó dám thú nhận luôn hả? Ừ, con nhỏ Lệ Khanh hiền hơn chị nó ha. Nghe mấy chị lớp đó nói á, chị của nó dạo này chảnh ghê lắm, tới giờ vẫn còn ra vẻ canh vàng lá ngọc, ai cũng ghét hết á. Nhưng con nhỏ Lệ Khanh nó dễ thương hơn ha, làm gì cũng tội cho nó nữa. Tụi mình đừng có chọc ghẹo nó, làm nó buồn tội nghiệp đó lắm. Ai mà độc ác quá vậy? Trước đây nó hay đối xử tốt với bạn bè lắm á. Hay tụi mình tìm cách gì giúp nó đi ha. Bà nói đúng rồi đó. Tụi mình làm vậy đi ha. Sao kỳ vậy bác sĩ? Cái chân của tôi đã tháo bột ra rồi mà, sao không nhấc lên được? Hay là cái chân của tôi bị liệt rồi? Anh đừng nôn nóng, một lát nữa các bác sĩ sẽ có kết luận cụ thể. Anh đưa hai chân qua đây để tôi kiểm tra.
Như vậy là sao hả bác sĩ? Có phải chân tôi bị liệt rồi không? Con, vậy là sao hả Bích Khuê? Có phải chân tôi bị tàn phế suốt đời không? Do chân anh bị cố định lâu quá nên tạm thời bị cảm giác vậy thôi. Anh cố kiên trì tập luyện, nay mai sẽ bình thường. Gì thế ốm quá. Ê, đừng chơi sóc nhau nha. Vô đi. Vô. Bây giờ nghe ca sĩ ngôi sao hát đây. Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu bằng. Em đã sống những đêm ngoài kia biển du bờ cao. Đợi một chút chờ lấy kết quả. Cảm ơn con. Xin mời hai bác vào trong mà. Cháu ở lại đây với Đức Trọng giùm bác nha. Cảm ơn con. Ngồi đây đợi một lát nha. Em làm gì thì làm đi. Em vô trong một chút rồi ra ngay. Ừ. Mọi người đang giấu mình chuyện gì phải không ta? Mình phải biết chứ. Đúng rồi, dù sao mình cũng phải biết chứ.
Như vậy là con tôi mới tàn phá suốt đời sao bác sĩ? Bà, con bình tĩnh bà. Không thể như vậy được. Không thể như vậy được. Tôi không chấp nhận. Các người lừa gạt tôi. Trong đêm đêm mang từng dòng thư em trao anh, với những dấu yêu gì về anh mà thôi. Em không trông mong cuộc tình ta luôn mê say vì anh đây không chỉ yêu mình. Rồi vô, vô đi. 1, 2, 3 vô. Ê, nói thiệt đi, hôm nay buồn đời sao bỏ học vậy? Tôi tính nghỉ học luôn để đi làm. Ơ à, ai Khanh đi làm? Bà thiệt. Nói thiệt hay nói chơi vậy? Thiệt. Mọi người có biết chỗ nào làm kiếm tiền không? Chỉ tôi chứ. Tôi biết nè. Làm gì? Đi theo tôi đi, tôi sẽ lo từ A tới Z. Ê, tôi đi làm kiếm tiền chứ không phải đi bán thân nha bạn. Xin lỗi, tôi giận chút đừng có giận. Ủa, mà anh Khanh muốn kiếm việc làm thiệt đó hả? Thiệt. Mọi người có biết chỗ nào làm không? À, hay là anh Khanh xin vô đây làm phục vụ đi. Nghe nói hả, lương không có cao nhưng mà tiền bo nhiều. Với lại hả, dáng anh Khanh đẹp, hát hay nữa. Vô đây lương thu nhập cao lắm đó. Thiệt không? Thiệt. Tính tôi đi. Thôi, vô đi. Vô đi. Nói vô. Nhiều quá. Sao Bích khoe con bắt máy vậy? Cầu trời chứ đừng có chuyện gì xảy ra với Đức Trọng nha. Hay là mình gọi cho mẹ? Alo. Mẹ. Con ơi, bác sĩ nói hai chân của em con có thể bị liệt. Em con nó không chịu nổi, nó đang điên loạn, nó đòi tự tử. Con về, con chỉ cho Vũ với chị hai dọn dẹp đón Đức Trọng về. Con nhớ dọn dẹp hết những bức ảnh vật dụng
có thể làm cho em con đau lòng. Nó bị sốc dữ lắm con ơi. Làm nên tội tình gì mà phải chịu thảm họa thảm thương như vậy chứ. Mọi người vẫn chưa vượt qua được nỗi đau sau cái chết của anh Đức Hải, bây giờ lại tới Đức Trọng nữa. Kìa Đức Hiền, ủa em sao vậy, có chuyện gì vậy anh ơi? Có chuyện gì? Đức Trọng, Đức Trọng nó làm sao? Thằng em ngang tàng của em, chứ nó không chịu nổi cú sốc này đâu. Nè, nhưng mà bây giờ em cho anh biết Đức Trọng nó làm sao rồi. Bây giờ em phải về nhà gấp. Ừ. Mọi việc ở công ty anh cứ để, ngày mai em sẽ giải quyết nha. Được rồi, được rồi, anh biết rồi. Bây giờ nhà em có việc á, thì em cứ việc về lo chuyện nhà đi. Mọi chuyện ở đây á để anh giải quyết cho ha. Dạ. Mà nè, em cảm ơn anh. Nè, đi đường nhớ cẩn thận, với lại phải thật sự bình tĩnh nha em. Em biết rồi, em cảm ơn anh. Em đi nha. Ừ. Như thế này hoài được. Dì Sáu, dì Sáu đang làm gì đó? Ủa, mới qua chơi hả? Dạ. Ngồi đi. Dì đang làm qua gia công cho người ta nè. Dạ. Cái thu nhập này đỡ không dì? Không bao nhiêu con à. Nhưng chứ cái này để cho những người mà nhàn rỗi đó. Dì già cả rồi, chỉ làm cho nó vui thêm vậy thôi. Ngồi suốt ngày giỏi lắm mà chỉ được 10.000 thôi. Vậy mà con tính theo học nghề dì Sáu đây nè. Trời ơi, làm này dễ ợt à. Chỉ sơ cái là con biết làm liền nha. Nè, con làm vậy nè. Đấy. Đó, đó, đó. 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 Dì bà cho con nha. Dạ. Rồi để khi nào con rảnh con làm kiếm thêm. Dạ. Cái mên đầu. Đó, rồi cái dòng nè. Đó, 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 đó. Đó, ừ, ừ.
Rồi rồi rồi, cái này quẹo quẹo. Cái này xỏ qua đây. Dạ, cái này đó vậy. Thấy không? À, rồi, rồi. Được vậy rồi. Là con được làm rồi, đơn được rồi. Đó, con làm được rồi. Con khéo tay lắm mà. Nhưng mà chậm mà xấu quá. Như vậy là con khéo tay lắm rồi đó. Làm riết vài cái rồi nó quen à. Mấy cái này người ta dùng để làm cái gì vậy gì sao? Ờ, hơi dùng để cài lên áo hoặc là cài lên nón của trẻ em đó. Nó thỉnh thoảng thì nó cũng thay đổi liên miên à con à. Dạ. Chừng nào có thay đổi thì họ chỉ lại cho mình. Cái này người ta gắn vô hộp quà nữa sao ha? Đủ thứ à. Trời ơi, thích quá ha. Cũng thích thì con làm đi. Dạ. Nè, có thể làm như vậy đó, kiếm thêm tiền bồi dưỡng cho cháu nội. Dạ. Thương cháu quá à. À, dì nghĩ ra cách rồi. Dạ, cách gì hả dì? Cách... Có lẽ bây giờ con nấu xôi đi bán dạo đi. Là xóm lao động, ai cũng thích ăn xôi đó. Vừa rẻ vừa chắc bụng nữa. Con... Sáng con chịu khó dậy sớm nấu xôi để bán đi. Kiếm được chút đỉnh tiền gạo tiền cá cho gia đình. Nấu xôi đi bán dạo sao gì? Dì thấy cái đó hay nhất đó. Nếu mà con siêng á, con bán ngày hai cử, sáng khuya. Sáng khuya? Sáng á thì họ ăn họ đi làm sáng á, còn tối á thì họ ăn để ngủ cho nó chắc cái bụng. Nếu mà trời Phật thương không chừng con sống vậy ngày đó đó, chứ không có giàu có gì hết á. Nhưng mà chỉ kiếm cơm qua ngày cũng được con à. Nói cho cùng, lỡ mà con bán bữa nào mà có ế chút đỉnh đó, rồi con đem về vợ chồng con cái con ăn cũng được. Dạ, cái chuyện mà nấu xôi đem bán á, thiệt tình là con không có quen. Nè, không có gì khó hết á, không biết á thì dì chỉ. Mấy năm trước á, dì cũng chuyên môn nóng gia công cho người ta. Dạ, đó. Con cảm ơn dì. Xôi á thì con biết nấu, nhưng mà con không có quen cái việc mua bán. Dì biết rồi. Ngộ biến á thì phải tùng quyền, chứ có mấy ai mà học từ ở trong bụng mẹ học ra đâu con. Mới đầu thì còn bỡ ngỡ vụng về, riết rồi nó quen à. Nhưng mà dì biết con có mặc cảm. Trước đây á thì gia đình con sống giàu sang phú quý, giờ gánh xôi đi bán thì cũng ngại lắm phải không? Nhưng mà con nghĩ tới gia đình, tới chồng mình, tới con mình thì nó qua hết á. Mình đổ mồ hôi, xôi nước mắt kiếm đồng tiền chân chính thì không có gì xấu hổ hết con. Dạ, con cảm ơn dì Sáu nhiều lắm. Gia đình con về đây bơ vơ lạc lõng, mai nhờ có dì giúp đỡ động viên. Thôi, lối xóm có nhau mà con, giúp nhau là chuyện thường tình thôi. Chị đói bụng quá à, đi về nhà ăn cơm lẹ lên. Ngồi yên nha. Trời nắng quá à. Ê. Ủa sáng giờ chị đi đâu vậy? Nhỏ thôi, ba nghe bây giờ. Chuyện của chị, cấm hỏi. Vậy thôi, hai chị em mình thay đồ nhanh nhanh đi, em đói bụng lắm rồi. Thank you.
chị mua gì không chị? Dạ, chị cho em coi hàng chút xíu. Dạ, đẹp dạ. Em nhiều lắm chị. Chị muốn mua gì chị lựa thoải mái đi chị. Dạ, chị cứ lựa thoải mái đi còn chị. Còn cái nào khác nữa không chị? Nè em. Đi ba. Ừ. Hai em cũng ăn luôn đi. Dạ, chắc là nãy giờ đói lắm rồi phải không? Cảm ơn chị. Ba. Ba uống một ly cho ấm bụng được rồi. Ba ăn cơm đi. Mẹ cả nhà ăn cơm rồi đó hả? Ai cha. Mẹ. Ừ? Mẹ mua mấy cái thứ đó chi nhiều vậy? Đói bụng quá rồi, lấy cơm cho mẹ đi con. Dạ. Mẹ đi chợ mới về hả mẹ? Không, mẹ ra ngoài đầu hẻm đây nè. Dạ. Ăn cơm đi anh. Đây đây đây. Đây. Ăn thêm nè con. Ăn đi anh. Đói bụng quá. Chị hai. Dạ. Chị dọn mấy cái ghế này xuống hết để chỗ trống cho xe lăn dễ di chuyển. Dạ dạ. À Đức Hiền à, Vũ mang hết ba cái đồ này qua phòng Đức Hải được không con? Thôi khỏi, Vũ cứ để yên đó cho con. Ừ. Tấm hình này dọn không con? Vũ đi ra ngoài đi. Lên xe mà về với con đi. Bà về trước đi. Còn ông? Con có chút việc cần phải tới công ty giải quyết. Chiều con cứ về.
con vào làm nha bác. Vào đi. Em chào chị. Ngồi đi em. Dạ. Chị ơi, đây là những thứ tài liệu cần chị phê duyệt à? Ừ. Em đợi chị chút xíu nha, chị dạ. Xem liền. Em đem qua phòng phó giám đốc Quân, nhờ anh ấy coi giùm chị. Chị bận nhiều việc quá. Dạ, nhưng... Không sao đâu, em cứ đem qua đó đi. Chị sẽ nhờ phó giám đốc phê duyệt cho. Dạ. Vậy xin phép chị em ra. Đầu óc của mình rối beng việc nhà, cô đọc cũng đâu có nắm được gì đâu. Mày ăn gì vậy Yến? Mày không lấy tô cơm hả mày? Ủa, bộ mày định tìm việc làm thêm hả Yến? Có đâu, tìm giùm nhỏ bạn. Vậy mà tao cứ tưởng mày muốn đi làm chứ. Tao đi làm không có sao đâu. Tao cũng dự định á, ổn định việc học xong cũng kiếm chuyện để làm á. Chứ mỗi lần mà xin tiền ba má, mệt lắm chứ bộ. Ê, có công việc gì ngon mày giới thiệu tao làm với. Ngon như cơm không? Công việc mà ngon. Ngon là ngon làm sao? Ừ, thì công việc nhẹ nhàng nè, mà sạch sẽ, lương cao, không có áp lực là được. Yêu cầu của mày cũng nhẹ nhàng quá ha. Nhưng mà có. Việc gì vậy? Muốn làm không? Chẳng lẽ không muốn?
Tao chỉ mày, mày phải làm đúng cái lời tao, mày có xin được việc làm á nghe chưa? Ừ. Sáng ngày mai mày dậy sớm thiệt sớm, xong mày lấy đồ của mày, mày cuốn lại mày bỏ vô trong cái giỏ, mày ra bến xe, mày về quê mày gặp má mày, mày xin tiền. Vô duyên. Không ai vô duyên như mày. Mày mới vô duyên á. Mày nghĩ sao công việc nào mà nhẹ nhàng, không áp lực, lương cao, ở đâu ra? Bà nội, ai nói gì đó không áp lực? Xin tiền mệt thấy mồ đi. Áp lực lắm chứ bộ. Thôi mày đi giùm tao cái, mày ơi, mày đừng làm phiền tao nữa mày ơi. Tao đang ăn cơm, tao làm việc nữa mà, mày thấy không? Mày ăn đi. Mày đưa tờ báo tao, mày kêu tao ăn. Con quỷ này mày điên rồi à. Nói chuyện kêu tao ăn báo. Chị hai, chuối ở đâu mà ngon vậy chị? Bạn của chị về quê mang lên cho đó. Con mời ba, con mời mẹ ăn chuối. À, hai em cũng ăn đi. Dạ. Dạ. Em mua mấy này làm gì vậy? À, em thấy ở nhà hoài cũng nhàm chán, cho nên là em quyết định từ ngày mai em sẽ nấu xôi. Hả? Rồi cái em bưng đi bán quanh đây thôi. Không sao em... đâu. Tại vì em ở nhà không em cũng thấy buồn nữa. Rồi mình làm vậy mình có thêm thu nhập nữa nè. Anh thấy vậy được không? Sao vậy? Anh nhớ hồi bà em đi học nấu ăn không? Tất cả các món em nấu ăn, rồi cái cha con anh đều khen ngon, nhất là món xôi. Xôi mặn nè, xôi gất nè, xôi đậu phộng nè, xôi đậu đen nè. Thấy không? Thì bây giờ anh phải để cho em phát huy chứ. Đúng không? Tụi con ủng hộ mẹ đi chứ. Thôi, anh đừng có buồn nữa. Em tin là mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với anh mà. Anh là người đàn ông tốt mà, đã có trách nhiệm với gia đình nữa. Không lẽ ông trời lại bắt anh chịu sự bất công sao? Anh tin em đi, rồi ông trời sẽ bù đắp cho anh mà. Nếu mà anh thương em á, thì anh đừng có buồn nữa. Em thấy anh buồn vậy, em đau lòng lắm. Cảm ơn em đã có lòng chia sẻ với anh. Em đi bán đây. Ừ. Anh đóng cửa giùm em nha. Được rồi. Đừng để tụi nhỏ thức giấc đó. Anh biết mà. Năm buồn vương sầu nhớ, đây là
cơn sóng lớn thênh thang vô bờ. Ai rơi đậu không? Vô tâm ở thờ, ngậm ngùi vết đắng trong tim. Hạnh phúc có đến bao giờ? Dòng đời thênh thang và nhiều bon chen dày vò khôn nguôi, mảnh đời đau thương tìm một lối thoát giữa cơn sóng xô. Về đâu như cánh bướm hoa, một người ra đi từng người chia ly, lệ sầu hoen mi hạnh phúc mấy khi. Thành công hôm qua hôm nay trắng tay, phù du một kiếp xuân thì yêu là giọt nước mắt mong manh đợi chờ, là nhiều khoảnh khắc ưu tư từng giờ, để lòng bối rối trong mơ ngàn năm buồn vương sầu nhớ. Đây là cơn sóng lớn thênh thang vô bờ, lòng người khó đoán vô tâm ở thờ, ngậm ngùi vết đắng trong tim. Hạnh phúc có đến bao giờ? Yêu là giọt nước mắt mong manh đợi chờ, là nhiều khoảnh khắc ưu tư từng giờ, để lòng bối rối trong mơ ngàn năm buồn vương sầu nhớ. Trọng sao rồi bà? Gia đình đang rối rắm. Con cái vậy đó,
mà ông nỡ lòng nào giờ này ông mới về. Tôi đi làm ăn chứ có phải đi chơi đâu mà bà càng nhăn. Lúc nào cũng đem 2 tiếng làm ăn ra để mà che đậy. Che đậy cái gì? Bà có giỏi thì đi kiếm tiền đi. Tôi ở nhà làm vũ em cho. Đàn bà. Anh ngủ ngoan nha. Em phải về đây. Hy vọng sáng mai thức dậy anh sẽ bình tĩnh hơn. Bà làm gì vậy? Hồi chiều giờ ông đi đâu? Sao bà kỳ vậy? Định giới chứng gì nữa đây? Tôi hỏi ông, ông đi đâu? Tôi ở công ty giải quyết nhiều chuyện chứ còn đi đâu? Bà tưởng tôi vui lắm hả? Công ty hả? Ông nói không ở công ty. Con nào ở bên cạnh ông? Bà nói vậy là có ý gì? Trong lúc gia đình bề bộn, con cái vợ sống vợ chết, mà ông đang tâm ra ngoài ôm ấp người phụ nữ khác, ông có coi cái nhà này là nhà của ông nữa hay không vậy? Im đi. Ghen bậy ghen bãi không à? Đừng có làm tôi điên nghe. Vậy ông nói đi. Cái này nè, cái này là cái gì? Nơi, đừng có ghen bóng ghen gió nữa. Mấy đứa trong công ty nó chúc mừng hợp đồng mới rồi nó vô ý vậy thôi, gì đâu dữ vậy. Ông đừng tưởng tôi mắt mù, đừng nghĩ rằng tôi không nói là tôi không biết đâu. Tôi đi làm cả ngày về nhà cũng không được yên. Ở đó mà ghen đi, tôi mệt lắm rồi, tôi cần nghỉ ngơi. Rồi giờ ông đi đâu đó? Ông tới nhà con nhỏ đó nữa phải không? Tôi vô công ty. Khốn nạn, mày về mày biết tay tao.
đây đó. Vô đi. Anh hai chưa ngủ sao? Chưa. Em đi đâu cả ngày nay đó, anh điện thoại hoài không được. Mẹ hỏi nhưng anh đâu có biết đâu. Cả ngày nay em có việc quan trọng, công việc lu bu quá nên em không nghe điện thoại. Hôm nay em trực thai cho bạn hả? Dạ không. Em có điều gì khó xử hả? Bây giờ em mới thấm thía nỗi đau của một người thầy thuốc khi bệnh nhân của mình không qua khỏi. Sao? Bệnh nhân của em chết rồi hả? Không. Chứ sao? Nhưng có lẽ nếu chết thì họ sẽ nhẹ nhõm hơn. Làm sao? Anh không hiểu. Thôi đi. Anh chỉ cần biết là em gái của anh vừa thất bại trong việc điều trị cho một bệnh nhân, như vậy là đủ rồi. Mẹ ơi, con vô một chút được không? À, vô đi con. Ba lại đi đâu nữa sao mẹ? Ừ, lại đi rồi. Mẹ và ba cãi nhau nữa rồi hả? Ba còn có người đàn bà khác ở ngoài. Sao mẹ lại nghĩ vậy? Trên áo ổng á có vết son môi. Chẳng những vậy, có nhiều lần mẹ nghi ngờ, nhiều cuộc điện thoại gọi tới. Mẹ à, mẹ đừng có suy nghĩ lung tung quá. Chắc gì ba đã có mèo mỡ bên ngoài. Có thể là hôm nay ba buồn quá rồi đi uống rượu, bị mấy cô tiếp viên rồi bạn bè chọc ghẹo. Họ cố tình làm cho ba vui thôi. Cũng có nhiều trường hợp xảy ra giống như vậy mà mẹ. Nhưng linh tính của người vợ báo cho mẹ biết điều mẹ nghĩ là đúng. Trong khi gia đình đang có chuyện buồn như vậy nè mà ổng lại. Nhưng ba có nói với mẹ là ba đi đâu không? Thì đi đến con hồ ly tinh đó. Chứ đi đâu? Ba dám nói chuyện như vậy với mẹ hả? Ừ. Không. Ông nói là ông đi đến công ty. Nhưng mẹ nghĩ không phải như vậy đâu. Còn có cách để biết chính xác có đúng là ba có mèo mỡ bên ngoài hay không rồi. Cách gì? Mẹ đừng có quá lo lắng. Con sẽ gọi điện thoại đến công ty để kiểm tra. Nếu thực sự ba ở đó một mình, coi như ba vô tội. Còn mẹ chỉ ghen bóng ghen gió mà thôi. Còn nếu ba thật sự biến mất tiêu, coi như mẹ đúng 100%. Mẹ đồng ý không? Ừ, mẹ đồng ý. Nhưng điều này mẹ cũng đã nghĩ tới. Một khi ông đã cố tình giấu thì dạy gì ông không dặn bảo vệ. Nếu ai gọi đến thì bảo rằng ông đang bận ở trong phòng làm việc. Dễ lắm mẹ. Bây giờ mình sẽ đến công ty. Đến công ty? Ừ. Nếu mà ông biết được á nha, chắc chắn sẽ... Mẹ đừng có lo. Chuyện này coi như không liên quan gì tới mẹ hết. Mẹ cứ để con. Ừ. Thank you.
Chắc là lão Tài giận mình lắm đây. Chắc ông ta sẽ giết chết mình mất. Mình đã gọi điện thoại cho nó mà nó không bắt máy. Nó đang làm gì? Nó ở với ai? Mình đã lo cho nó đầy đủ như vậy mà nó còn lén phén muốn cắm sừng mình. Đừng có trách. Có gì không em? Chào anh, có ba tôi trong đó không? Có. Vậy anh coi dùm cái xe nha. Ừ. Làm xong bước này đi rồi chị chi tiết. Anh đang biên tập bài cho công ty văn hóa. Anh hai giỏi quá nha. Có giỏi gì đâu em. Anh vừa làm vừa học mà. Em đó, thôi tập trung vô học đi kìa. Dạ. Giải bài này nữa nè. Bài 5.1 nè. Đi ra. Chị làm gì vậy? Dạ. Đi ra. Dạ. Anh đi cho bọn tôi. Dạ. Tôi không muốn thấy bọn chị nữa. Đi ra. Đi ra. Dạ. Chuyện gì vậy chị hai? Bà ơi, cậu trọng dữ quá. Cậu quăng đồ tùm lum mà cậu không cho dọn dẹp nữa.
Bà phân công tôi công chuyện khác đi bà. Thôi được rồi, chị xuống nhà dưới chờ tôi. Dạ.